Thưa quý vị, những người thầy, người cô luôn được biết đến với hành trình gieo con chữ cho học sinh. Họ đang ngày ngày cống hiến để xây dựng một thế hệ trẻ giỏi tri thức, giàu lòng nhân ái. Và trong những người thầy, người cô đó có một vị giáo viên đặc biệt. Bởi bằng nghị lực, bằng đam mê, thầy đã vượt qua những di chứng của chất độc màu da cam, đạt được những thành quả nhất định trong sự nghiệp giáo dục, trở thành nguồn cảm hứng thôi thúc những học sinh của mình ngày càng cố gắng hơn. Đó là thầy giáo Đức Trường, trường Trung học cơ sở Đa Tốn, huyện Gia Lâm. Thầy đã từng vinh dự được Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội xét tặng danh hiệu Công dân thủ đô ưu tú. Người ta gặp mình người ta bảo đây là thầy giáo, thế mình chỉ cố gắng về chuyên môn và cái cuộc sống như vậy thôi. Ngay từ khi sinh ra đã bị dị tật do di chứng chất độc da cam trong chiến tranh từ người cha để lại. Quãng đường từ nhà đến trường để học cái chữ đối với thầy Nguyễn Đức Trường vốn chẳng dễ dàng gì. Cái quãng đường từ nhà tới trường ấy thì nó tầm khoảng một cây thôi, nhưng mà có khi bố mẹ mà cứ may cho bộ quần áo mới đi từ đi học đến lúc về là gần như là nó rách hết hai đầu gối, bởi vì cái ngã rất là nhiều và cái khoảng cách có một cây nhưng mà đi phải mất một tiếng. Không chỉ là thầy giáo giỏi giúp học sinh đạt được các giải thưởng danh giá trong và ngoài nước, thầy Nguyễn Đức Trường còn biết đến với vai trò là người biên soạn sách. Những cuốn sách của thầy luôn được người học đánh giá cao. Qua những cuốn sách của thầy, con thấy cuốn sách của thầy rất bổ ích và con học được rất nhiều bài toán hay từ thầy ạ. Thầy giảng rất hay, có lúc chị thầy xem và những câu chuyện cười rất vui ạ. Thầy Trường là một thầy, người thầy dạy rất là giỏi và thầy đã có những nghị lực rất là tốt để vượt qua khó khăn. Thưa con thì với đôi chân như vậy thì thầy là một thầy rất là khác biệt với các thầy cô khác. Con mong là thầy được khỏi chân, là thầy đi lại thấy rất bình thường. Con mong là thầy đạt nhiều thành tích và thầy sẽ sống được và hạnh phúc. Từ một cậu học trò nhiều tự ti, thầy Trường đã vượt lên trên mặc cảm của bản thân, trở thành nhà giáo được vinh danh không chỉ vì những cống hiến cho sự nghiệp giáo dục mà còn bởi thầy đã truyền được cảm hứng cho bao nhiêu thế hệ học trò. Riêng đối với thầy Trường ấy, thì là công tác giảng dạy của thầy được học sinh rất là quý mến. Thầy đã truyền lửa cho học sinh từ cái việc mà sức khỏe của thầy cũng tốt nhưng dạy rất là say sưa tâm huyết vì học sinh, và cái sự truyền cảm lan tỏa đấy dẫn đến học sinh rất tích cực học tập. Người xưa có câu người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy giỏi biết giải thích, người thầy xuất chúng biết minh họa, người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng. Và đây cũng thay lời muốn nói của chúng tôi đến với người thầy đặc biệt này.